sau những ngày dã ngoại vui vẻ tại Đà Lạt, các thành viên chuẩn bị di chuyển về ngôi nhà chung thì bất ngờ Hy lại bận việc phải ở lại, khiến ai cũng ngậm ngùi chia tay trong tiếc nuối. Chuyến xe hồng lăn bánh chỉ với 7 thành viên và chủ đề bàn tán đầu tiên là tối nay ăn gì? Bàn vô ăn đi. Ăn lẩu nha. Ý kiến ăn lẩu được nè. Rồi lẩu. Ăn gì em? Em theo ý kiến của Tiên. Tiền không ăn đi. Dạ. Tiền nói tiền không ăn xuống, tiền không ăn luôn. Thì em sẽ chở Tiên đi ăn. Lấy gì chở? Lấy xe ô tô. Em nhiều khi anh thấy em tự tin mà theo kiểu cái gì á, tự tin cái kiểu mà không phải của loài người đó. Ai trả dĩa ba cho em? Mọi người về ăn dê được không? Trên đường về có dê. Được. Lẩu dê. Đến lúc chốt được món ăn thì cũng là lúc mặt trời lặn. Dừng chân tại Bảo Lộc, các cặp đôi tranh thủ có một buổi tối hẹn hò với nhau trước khi về tới ngôi nhà chung. Và đầu tiên là cuộc hẹn đầy nghi ngờ giữa Nghĩa và Yến. Em thấy ấn tượng của em với lại bốn bạn nam trong xe như thế nào? Ấn tượng chắc là anh Phú quá. Anh nói quá nhiều. Thì sẽ ấn tượng là vì nói nhiều quá thì mình phải nghe mình tiếp thu rồi mình thấy anh này có cái đặc điểm nổi trội. Còn yêu quý nhất thì đương nhiên là anh Đạt. Vậy là em thực sự thích anh Đạt không? Thích thì cũng không phải là hoàn toàn thích nhiều, nhưng mà giống như kiểu anh em rồi quý nhau, hợp tính nhau rồi đùa giỡn á. Anh thấy em hợp với Phú hơn mà. Không. Có những cái không phải là mình cứ nghĩ hợp là hợp, anh hiểu không? Giống như là em nghĩ là nhiều khi một người có thể nói chuyện với mình rất là hợp, mình rất là yêu quý và coi người ta giống như là người thân của mình, nhưng mà đó không phải là tình cảm trai gái. Hiện tại thì em chỉ có một cái là cái mẫu đàn ông em thích á, trong cái tương lai là cái tính cách giống anh Đạt thôi, chứ không phải là em đang có tình cảm trai gái với ai trong đoàn. Vì em nói chuyện với tất cả các anh đều là rất là thoải mái mà. Em có nhận xét gì về anh không? Anh hả? Anh thì vui, dễ thương, dễ chịu. Nhưng mà không bằng anh Đạt. Không phải nữa, với lại em suy nghĩ anh là bồ của Tiền, cho nên đâm ra em cũng không để ý nhiều lắm. Anh hiểu không? Anh suy nghĩ gì về em? Anh cảm thấy em là một người rất là hòa đồng và vui tính. Anh chưa bao giờ thấy một bạn gái nào mà có thể giúp cả đàn vui lên như vậy á. Và thực sự là anh cười rất nhiều từ ngày mà em bước lên xe đó. Vậy hả? Rồi xong. Tiền nếu mà nghe được cái buồn lắm nha anh. Anh chỉ nói lên sự thật về suy nghĩ của mình thôi. Tự nhiên nhưng mà thường những người con gái mà làm anh vui thì anh lại có cảm tình hơn cả. Vậy em lại tưởng là những đứa khùng như em ít có người thích chứ. Chủ yếu là người ta cảm thấy thích được làm bạn thôi. Nếu mà ai cũng nghiêm túc hết thì chuyện ở nhà thì có gì vui được đâu. Đi chơi thì đâu có gì vui nữa. Vậy hả? Anh cứ nghĩ em nữa là anh Đạt là cặp đôi bí ẩn đó. Xin lỗi của mấy đó. Thiệt mà. Trời ơi, em đến sau cùng với anh Đạt nữa. Anh với mọi người ngay từ tập đầu đã nói là gì, chắc anh Đạt bữa đầu tiên bận đi về để chăm sóc bạn gái đó. Vậy cho anh hỏi là nếu mà anh không phải là cặp đôi bí ẩn với Tiền thì em thấy anh sẽ hợp với ai? Nếu anh không phải là cặp đôi bí ẩn với Tiền, đây là câu hỏi thôi nha, chứ em nghĩ là anh là cặp đôi bí ẩn rồi đó. Thì em không biết anh sẽ hợp với ai. Em sẽ hỏi ngược lại anh. Nếu anh không phải là cặp đôi bí ẩn thì người anh muốn tìm hiểu đầu tiên là ai? Cho hiện tại thời điểm này. Đến bây giờ thì câu trả lời của anh vẫn là Tiền. Đó thấy không? Vẫn là Tiền. Vậy thì có lý do gì không mà mình phải hẹn hò để làm cái gì? Đúng không? Đúng. Thì đó. Hôm nay thì tự nhiên vô tình là mình lại có một cái cuộc hẹn với anh Nghĩa. Thì cũng hơi bất ngờ, tại vì từ trước với mình luôn nghĩ anh Nghĩa là bạn trai của Tiền, là hai người là cặp đôi bí ẩn. Mình luôn nghi ngờ như vậy và mình cũng đã chắc chắn một cái phần trăm rất lớn trong đầu rồi. Cho nên khi mà hẹn hò với Nghĩa mình cảm thấy giống như là hai người bạn với nhau, xong rồi tự nhiên hẹn hò thấy nó kỳ kỳ sao mà hai người nói chuyện nói chung là chỉ gồm là một chữ thôi. Có vẻ như là tính cách của hai bạn, hai người là khá giống nhau, cũng điên thì thật là cũng thừa biết hiểu tính nhau và cảm thấy rằng là gì
Nếu mà cùng điên điên như vậy thì đã quá hiểu nhau rồi, có lẽ là không phải là gu của nhau. Đang rồi nói 30 phút luôn. Quá trời luôn. Gà móc khóa vô chưa? Móc khóa gì? Móc khóa anh tặng giờ không. Chưa gài. Giờ quyết định là ba đứa này yêu nhau luôn. Yêu ba tay ba. Đúng rồi, tay ba luôn. Tay ba luôn. Khoan. Cái gì? Vậy là nếu như rồi em với anh sao? Anh Đạt tay bốn à. Nếu như mà chuyện tình tay ba á, là đây là chương trình số đặc biệt, mà đặc biệt là có ba người về chung nhà luôn đó. Giờ mình tỏ tình luôn đi là ba người được đi về liền luôn, khỏi tham gia tiếp mấy ngày sau. Đúng rồi. Ủa nãy giờ là hai đứa đi chung hả? Dạ. Thấy đi chung nhiều quá ghen. Tự nhiên đi chung. Để em chia sẻ luôn. Người ta đâu phải bạn gái anh đâu mà anh ghen. Cái buổi mà. Sắp rồi. Cái buổi đầu á, khi phỏng vấn cuối ngày á, em có nói là em có rất nhiều thiện cảm với Vi, nhưng mà cuối ngày thì em đã nói là những cái người để lại ấn tượng nhiều nhất cho em á. Phú rất là đông không nói rồi. Tuyền thì Ủa em nói em có ấn tượng với Vi là cái ngày đầu tiên là buổi sáng. Em có thiện cảm buổi sáng với Vi. Có phỏng vấn hả? Mới buổi sáng là thiện cảm với Vi, tối thiện cảm với Tuyền. Tối là có ấn tượng, ngày khác hai từ khác nhau nha. Phú nghĩ là nếu mà Dũng muốn tiếp cận Tuyền thì Tuyền lại thích người ít nói. Tuyền có nói. Đấy là lý do là Dũng mấy ngày hôm nay là cố gắng rồi. Giữ nói đấy. Mấy ngày hôm nay không ít nói. Giữ nói. Thế là em với chị là vô đây như là chị em song sinh vậy. Nhưng mà Tuyền ra khỏi chương trình là các ơi, ông nhưng nhận. Mà như vậy cũng không tốt nha, tại vì mình biết bản chất của ổng lúc đầu là nói nhiều rồi, giờ ổng chỉ đang diễn để ổng tiếp cận em, rồi sau khi ổng tiếp cận thành công ổng sẽ bùng nổ lại. Đâu nhưng mà anh đẹp chị mới nói ngày thứ nhất mà rồi qua ngày thứ hai thứ ba thì nó là anh đúng rồi hai. Em nghĩ á là 10 ngày tuy là nó không dài nhưng mà đủ để nó thể hiện được cũng phải đến 30-40% của một cái tính cách của người kia rồi. Một con người hơi khó những cái tính cách mà họ đang có. 30-40 thôi hả? 30-40 thôi. Phú nghĩ là chừng 3 ngày tiếp xúc mà tiếp xúc thân mật như tụi mình á thì chừng 50-60 phải 70%. 70% à, đi tìm mấy người kia đi. Đúng rồi, đi về nữa chứ trễ quá rồi. Kìa hai người kia kìa. Đi Tuyền, mình đi tìm em. Ủa mình còn ba người nữa đúng không? Đi anh Phú, mình đi anh. Em nói là gu em bên kia rồi mà. Ở đâu? Đâu? Em làm hôm nay. Tuyền mà. Dũng. Khi mà Tuyền bị tấn công bởi Dũng hoặc là anh Đạt thì Phú cảm thấy rất là khó chịu và muốn phản kháng, nhưng mà thực ra mình không có một cái vai trò gì trong một cái mối quan hệ với Tuyền để mình có thể phản kháng được lại với hai người kia. Dũng, nếu là con gái là sẽ đi với Phú. Đúng rồi đó. Thì bây giờ hai người mình đi với anh Phú nè. Thôi ok, đồng ý. Kìa. Tại cái đấu gì đâu. Làm gì mà nhạt nhẽo. Em biết không, ba bọn anh ngồi ấy đầu tiên là nhìn trời, nhìn hồ cũng đủ hết để tìm cái lý do để nói. Lúc nãy em mới đi nói chuyện với anh, em thấy anh có nhạt nhẽo không? Không, mặn mà lắm. Yeah. Mặn mà luôn à? Không những mặn mà mặn mồi luôn. Tôi còn biết được hơi cay xíu nha, mặn à, hơi vừa cay. Mặn cay xong có chua nữa không? Có luôn. Thì đúng nó chanh muối rồi đó. Bắt đầu nói nhiều rồi đó. Nè, không những tôi mặn mà tôi còn biết là có mấy người đồn tôi đi chiền trắng. Tôi không hề chuyền trắng, tôi chính chính ở đây là chuyền tôi trắng từ nhỏ tới lớn mà tôi đi làm đã đen bớt rồi, không hề chuyền trắng. Người ta có quyền đồn. Người ta có quyền đi mà, tôi đính chính. Tôi có quyền tôi đính chính. Nè, bây giờ gì? Có thiệt hả? Mình sẽ có một việc như này đưa lên xe cho anh. Ủa thiệt luôn hả? Không khí trong xe thì luôn sôi nổi và nhân vật được soi nhiều nhất là Đạt. Ồ, chính như anh Đạt xuất hiện đúng là người xuất hiện cuối cùng của khác được ai anh quý ha. Anh Đạt là một cái người mà đã gom góp hết, cướp hết tất cả nữ bốn bạn nữ. Đúng rồi, cướp bạn nữ. Về nhân tướng học đó thì anh Đạt có vẻ dễ thương, nhưng mà anh Đạt là một người cực kỳ xảo quyệt. Đã cướp hết. Anh là xảo quyệt. Thể hiện quá gì. Thường những người dễ thương như vậy mới gọi là xảo quyệt đó. Ê, có gì ăn không các bạn? Tôi đói bụng quá. Như Yến thể hiện ra là Yến lanh. Lanh mà lanh chanh nói nhiều luôn á. Nhưng mà thực ra Yến là người vậy luôn á. Tôi không nói nửa lời thế à. Mở nhạc cho anh. Dạ. Anh
Hôm nay nói chung là lúc mà trên xe á, thì mình với anh Đạt nói chuyện riêng với nhau rất là nhiều. Mà lúc đó thì cái mic hình như là bị tắt, cho nên là hình như là chương trình không nghe được. Thì anh Đạt có nói một câu á, thì chỉ có mình nghe thôi, là anh thích em nhiều lắm. Là anh Đạt có nói như vậy. Nếu mà anh Đạt có thật sự là có tình cảm với em hay không thì em cũng sẽ cần anh Đạt nghiêm túc hơn và không nên giỡn quá nhiều về những cái hành động đó. Sau hôm nay thì mình lại thích Tuyền nhất. Thì như mình nói hôm trước, mình cũng hơi nghi là Tuyền đang là một trong cặp đôi bí ẩn của chương trình á. Nhưng mà kệ, thì mình bắt đầu mình có cảm tình rồi thì mình cứ tìm hiểu coi xem như thế nào, rồi xem có dấu hiệu gì nữa hay không thì mình tính tiếp. Một cảm giác anh biết anh sẽ trở lại, dù hai đứa cố gắng quên nhau mỗi ngày, và dù có xa khoảng cách, dù là thời gian, chỉ cần mình vẫn yêu sẽ tìm nhau, viết lên lại một đoạn kết mới, trọn vẹn yêu thương như chưa bắt đầu. Ngày ấy em để anh ra đi vội vàng, đánh mất nhau mới thấy tim đau ngỡ ngàng. Hay quá. Nice voice. Bài này nghe thì có vẻ buồn nhưng mà là một cái kết có hậu nha mọi người. Happy ending là còn yêu thì chắc chắn là cuối cùng cũng sẽ quay về với nhau. Đúng rồi, nghe cái tên. Yeah. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Cảm ơn anh đã cho mọi người nghe. Ngôi nhà chung đã sáng đèn, sẵn sàng chào đón các chàng trai cô gái có một trải nghiệm thú vị tại đây. Phú tỏ ra ghen và cảnh tỉnh Tuyền trong mối quan hệ với Đạt và Nghĩa. Tuyền vẫn khẳng định chưa có tình cảm với ai. Liệu cặp đôi bí ẩn sẽ vượt qua những thử thách trong tình yêu thế nào? Cả Nghĩa và Đạt đều đang hướng tình cảm cho Tuyền và muốn tìm hiểu nhiều hơn trong thời gian tới vì vẫn chưa thực sự mở lòng và dành tình cảm cho chàng trai nào. Yến quá cá tính khiến các chàng trai khó tiếp cận. Câu chuyện tình cảm giữa các thành viên sẽ diễn biến như thế nào? Mời các bạn đón xem vào tuần sau.